Thưa quý vị, hôm qua thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội đã được dỡ bỏ phong tỏa sau 28 ngày không phát sinh ca nhiễm COVID-19 mới. Nhiều người dân vui mừng vì cuộc sống đã quay trở lại bình thường. Tuy nhiên, khi mà nhìn những cánh đồng hoa sum suê rực rỡ sắc màu trước kia thì nay đã trở thành những cánh đồng hoang, ai ai cũng phải xót xa. Vâng, và người dân thôn Hạ Lôi thì vốn chuyên trồng hoa nổi tiếng bậc nhất ở xã Mê Linh, thủ phủ trồng hoa của huyện Mê Linh và cũng là thủ phủ trồng hoa lớn bậc nhất miền Bắc hiện nay. Vì phòng chống dịch COVID-19, những cánh đồng hoa không được chăm sóc trong gần một tháng qua. Điều này thì cũng đồng nghĩa nhiều nông dân sẽ không có thu nhập trong những tháng ngày tới đây. Sau 28 ngày, ông Luân mới ra cánh đồng hoa. Gần 8 sào ruộng, tương đương với hơn 30 triệu đồng thu nhập trong một tháng, đều mất trắng. Sau cách ly 28-30 ngày, hôm nay mới bước chân đến đây. Nói chung là đồng ruộng thì cây hoa là hoa màu là hỏng hết, thất thu hết toàn bộ. Bây giờ muốn khắc phục lại là lại phải chăm lại từ đầu. Tính ra là thiệt hại thì rất là lớn. Cùng tinh thần chống dịch, người dân nghiêm chỉnh thực hiện lệnh cách ly, không ra ngoài hay đi ra đồng thu hoạch. Do vậy, các ruộng hoa đều bỏ không. Và họ cũng mong muốn được hỗ trợ để có thể khắc phục được thiệt hại cho mùa hoa này. Dân bây giờ mong muốn chính quyền thôi ủng hộ cho được đồng nào thì hay đồng ý để cho dân hồi phục lại. Thôn Hạ Lôi có hơn 2.000 hộ dân với khoảng 300 hecta trồng hoa thương phẩm. Nhiều hộ dân thuộc diện khó khăn sẽ càng khó khăn hơn vì cánh đồng hoa bị thiệt hại. Trước mắt, chính quyền địa phương đã rà soát diện tích hoa màu bị hỏng để đề xuất những phương án hỗ trợ. Sau 28 ngày thì một số cái diện tích hoa đấy của bà con thì cũng đã bị hư hỏng, cũng tương đối lớn. Thì cái này là trước hết tôi cũng theo cái văn bản chỉ đạo của ban huyện. Đấy, kê khai toàn bộ những diện tích hoa trong thôn và ngoài xã là xấp xỉ 300 hecta. Chúng tôi cũng có cái kiến nghị đề xuất đối với các cấp xem xét hỗ trợ cho bà con nông dân. Trong 28 ngày cách ly, người dân địa phương đã nhận được sự đồng hành và chia sẻ của chính quyền cũng như của nhiều tổ chức cá nhân. Và niềm vui dỡ rào cách ly của họ sẽ trọn vẹn hơn khi những hộ dân thuộc diện khó khăn sẽ nhận được sự hỗ trợ khi nguồn thu nhập của họ trong 28 ngày qua bị ảnh hưởng. Thưa quý vị và các bạn, tính đến chiều ngày hôm nay thì Việt Nam đã ghi nhận thêm 17 ca nhiễm COVID mới. Tuy nhiên thì đây là những ca bệnh từ nước ngoài về và đã được cách ly ngay tại sân bay. Cũng trong chiều nay thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo là bỏ quy định học sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang ở trong lớp học và bỏ quy định phải thực hiện giãn cách trong lớp học. Để thực hiện chỉ đạo này thì các trường sẽ không phải chia ca để học như những ngày vừa qua nữa. Vâng, và theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 thì nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng thì đã xuống thấp. Do vậy, Việt Nam mới lới lỏng một số biện pháp, hạ từ mức bắt buộc sang khuyến cáo. Các dịch vụ không thiết yếu được đề xuất mở cửa trở lại bình thường, trừ vũ trường và quán karaoke. Khách thì vẫn phải giữ khoảng cách tối thiểu là 1 mét. Căn cứ tình hình dịch COVID-19 hiện cơ bản được kiểm soát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng đã giảm. Từ 0 giờ ngày hôm nay, ngày 7 tháng 5, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản dỡ bỏ quy định giãn cách hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách, xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu hỏa, tàu bay, tàu thủy. Tuy nhiên, Bộ yêu cầu phải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng, nhà ga, bến tàu, bến xe và trên phương tiện vận tải hành khách trong suốt quá trình, thực hiện khai báo y tế, hạn chế giao tiếp, ăn uống trên phương tiện vận tải hành khách.